Vào giai đoạn đầu mùa mưa, thành phần dinh dưỡng nào sẽ ảnh hưởng tới việc tăng trưởng trái và sự phát triển cành dự trữ của cây cà phê? Nhà vườn cần phải chăm sóc ra sao để vườn cây phát triển tốt? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 15 tháng 5 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Trương Hồng. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.